cao này cao này lên. Rồi cái này mình cắt nhỏ nhỏ ra xíu tí mình dễ cắt. Rồi. Đó như này. Rồi ha. Khi đã xong cái này rồi bắt đầu. Không không đấy, gần nửa chén rượu trắng thôi, rượu trắng nha. Rồi cho nước dừa thôi nhé, để tôi một trái này, đó một trái này, thêm một trái. Không có cái này hơn một muỗng còn được hơn, vâng một cái này vâng. Ba bước đường phèn, năm đường cát, ba đường phèn ha.